Hôm nay được xem Các Bình bạn Dương biết không, mọi anh em tình trạng mà ở nhờ Mỹ lời xảy ra chết thì chúng ta tầm mà tiếng bắt nói nhau là và tin tưởng hôm thì nay thật đúng có ra sự kiện là nó trở thành một một lời cái tin giống như buồn là hay là bình thường. tin vui, Thì một khi tin các bạn buồn có lẽ nghe là thì ai cũng biết thấy rồi thấy đó thật là ghê là gớm, nhưng mà là trong ông cộng bí thư Đỗ dự Mười đoán là đã qua tốt đời, không, gần như là có nghĩa ai tổng bí cũng thư biết Đỗ Mười đã qua là đời nghĩa và ai hai là còn sự kiện của phi ông pháp. Obama mà Thì cho mình nói là dân chúng về đến sự nỗi mà kiện này. trong lịch sử Thứ chưa từng có, nhất là hơn 300 triệu tôi dân là viết tờ giấy cho dịp một cuối số đời dân chúng năm 79 ngày xưa, sinh năm chúng 79 của mà. Mỹ Thì nó cũng là tôi một vẫn cái nhớ sự như kiện, in đó là những năm 9, nó cũng là 1992 á. cái gọi là Thật nguy đó cơ là tôi ở quê mới ra Đà Nẵng của Mỹ gian trắng chào xem được nó tập con nó xem được bắn cái cái tên tivi mà tôi là gọi là tivi nội địa không đấy phải là của tôi rất lớn là mà từ tôi bị bắn mới thường thường tập thì tụi và vợ nhớ xem được tivi mừng lắm. dạ đúng rồi anh Thì vẫn vẫn nhớ như in được là cái năm 1992 hay là nó cho vào đó cái là mà khi kỳ họp quốc hội dạy cho khóa lũ tám, trẻ mà đó là nó nghi quốc với khóa tám môi trường chúng đại từ là còn nhỏ có một cái cuộc họp báo, thì cái gì nó cũng có nó cái cuộc trái họp là báo có thì phải rất nhiều phóng thì viên nước ngoài đặt vấn đề và hỏi, cho nên có nó một cái xảy ra cô những phóng cái viên gì của Thái Lan xã hội, cho nên bên Mỹ quá thật là năm kỳ, tôi không 2016 nhớ rõ là đấy, cái thống kê cứ hỏi lại câu chuyện là tại sao Việt Nam các bạn thấy một đất nước đổi mới chiến tranh và sao một không đất nước đa nguyên đa đảng những thành phần mà trong đó và hỏi họ cho là ông Đỗ Mười ông Mỹ cái tập tiêu ông cười ông quay sang hỏi là tôi hỏi cô thế là cô trẻ như thế này là cô đã lập gia đình chưa đấy, thế này là cô phóng viên cũng phải là tôi chưa có gia đình thế thì ông Đỗ Mười có hỏi là thế thì vì cấp bách này cô nên kiếm ý trung nhân đi thế thì cái thâm ý của ông Đỗ Mười đấy này là cái cần thiết của xã hội Thái Lan ấy mình lại lo đi chứ đừng có lo xã hội Việt Nam mà hỏi là Việt Nam lo ra đơn ra ngã đảng mà Thái Lan thì lo việc Thái Lan đây hỏi cái đó là cái ông Đỗ Mười là rất là sâu và ngầm Mỹ là ngầm lúc đó thì cái câu chuyện rất bình thường nhưng mà cái ngầm bí của một vị lãnh tụ cái ý mà sâu xa về chính trị đấy khi là xã hội Thái Lan lo việc xã hội Thái Lan đi Việt Nam đổi mới đó là cách của Việt Nam mà việc của Thái Lan phải tự lo chính bản thân của xã hội Thái Lan đừng có nghĩ là đa nguyên đa đảng đó là quân vàng thực tập của Việt Nam đấy là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai cũng trong năm 1992 thì đoàn quốc hội Mỹ lúc đó là Việt Nam với Mỹ là chưa bình thường mối quan hệ và đang xác lập của là đang cài đặt những cái khôn khoai ngoại giao thì trong đó là cái ông Peterson á ông đó là như là ông hồi đó là của cái bang nào của Mỹ và bây giờ không nhớ và sau này ông Peterson á là ông là đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam và ông đó là ông là tù binh Mỹ á tù binh Hỏa Lò thì lúc đó là có cuộc họp báo thì tất nhiên là ấy phải họp báo phải trong cuộc đối ngoại phóng viên báo chí đưa tin thì ông Đỗ Mười ông có giới thiệu là tôi là bị thương tay bị thương nên bởi tay này là do thực dân Pháp người ta tra tấn tôi bị thương tay đây thế thì ông Peterson bảo là tôi cũng là người tù của Việt Cộng ấy là Việt Cộng là tôi bị thương nơi lưng thế là ông Đỗ Mười rất là nhanh nó bảo là thế thì tôi bị thương do tra tấn thì ông có hỏi là ông Đỗ Mười hỏi ông Peterson là ông bị thương nơi lưng thế thì ông cho tôi biết cái vết thương đó là cái cho tôi xem được không cho ông Peterson hỏi là nào ngay bây giờ kia nào thế là tại đây sao bây giờ ông Đỗ Mười báo đúng rồi lật lên thì ông mới hỏi là thế thì ông cho tôi biết sự thật có phải là Bắc Việt có ở miền Bắc là có ông bị giam vào có tra tấn ông không thì Peterson bảo là không thế thì chúng ta khác nhé chúng ta khác nhé có nghĩa là người tù binh của Pháp bị ban của Pháp bị tra tấn còn ông không bị tra tấn thì lúc đó Peterson mới hiểu ra cái thâm ý của ông Đỗ Mười á là đến bây giờ chúng ta đều bị một cái việc đau nhưng mà người Mỹ với lại người Pháp với lại Việt Nam nó khác cho họ còn văn minh ứng xử của mọi người thế thì cái câu cao là Peterson tới bắt tay nuôi vậy thì tôi hiểu cái mục đích của ông rồi
đó là ngoại giao, đó là văn hóa, đó là trí tuệ của Việt Nam, đó là sự nhân văn. Đấy, thì đó là hai câu chuyện của ông Đỗ Mười. Và nói luôn là alo, tôi xin lỗi, cái máy đây có vấn đề gì, tôi nói tiếp. Thế thì để nói lại cái câu đó, cái câu chuyện đấy nè, là vì người Việt Nam mình dù gì đi chăng nữa nó vẫn có chắc và nó vẫn có chính nghĩa, và chính nghĩa nó được bày tỏ cách chân thành nhất, hiệu quả nhất và rõ ràng nhất, công khai minh bạch. Và dù ai có xuyên đạt nói gì đi chăng nữa, tất nhiên nó có thể lúc này lúc kia do cái tốc độ truyền thông, cái phương tiện nó nhiều ít, nó có sức mạnh truyền thông của phương Tây nó ghê gớm lắm, nhưng nó vẫn chính nghĩa của mình, nó vẫn bộc lộ. Còn cái nhiều câu chuyện của ông Đỗ Mười rất là hay trong cái điều tiết xã hội kinh tế xã hội, và trong nhìn về ông Đỗ Mười theo tôi biết đó là nhìn về bản lề đổi mới từ Việt Nam là mở cửa ra thế giới, có nhìn về bản lề mà người dân miền Trung chúng tôi vẫn nói một câu nè, nằm ngửa Trần Kiên, nằm nghiêng Đỗ Mười, để nói một câu nghĩa là rằng nếu trong giai đoạn đổi mới cả cách đó mà không có những vị lãnh đạo mà giữ vững bản lề đó thì chúng ta sẽ đi trật đường ray và có những cái nguy cơ như Liên Xô và Đông Âu. Đó là giá trị và cái giá trị cốt lõi của ông Đỗ Mười để lại cho dân tộc của chúng ta. Thôi đó là cái điều buồn, và tôi nhắc lại những kỷ niệm và cái cảm nhận của tôi đối với ông Đỗ Mười. Thôi nói đây nó là niềm vui. Đến điều thứ hai là niềm vui. Niềm vui hôm nay là cái sự kiện của VinFast. Thì có lẽ là các bạn có thể qua truyền thông qua thấy nhiều cái, nhưng tôi nói với các bạn là VinFast, một thương hiệu Việt, đúng 12 tháng, có lẽ nhiều người đặt ra câu hỏi nghi ngờ là trong 12 tháng người ta làm gì để phát triển những cái nền công nghiệp phụ trợ và hàng loạt vấn đề. Người ta đặt ra vấn đề là tại làm sao mà như thế được, có những cái vấn đề là nghi ngờ, nhưng các bạn tin rằng có những vấn đề người ta không nghĩ tới nhưng mà nó vẫn diễn ra được như vậy. Bởi lẽ đây là cách đây 2 năm trước, nếu ai coi đại hội đảng, coi những cái đại hội đảng, có nghe tôi vẫn nhớ nghe nè, là những nền công nghiệp chủ chốt, kể cả công nghiệp quốc phòng và yếu tố vận dụng và lớn dụng quốc phòng thì vẫn để tư nhân làm. Cái tư nhân là cái rằng đây là xã hội hóa và lấy sức dân đẩy vấn đề lên. Trước đây thì người ta cũ là cứ nghĩ là phải nhà nước phải làm công nghiệp, đảng phải nhà nước vậy. Không, cái để tư nhân tham gia vào quá trình đấy, đó là hiện thực hóa tư tưởng đạo đảng. Tôi thì nông dân, tôi là bình thường, tôi không hiểu về đạo đảng, nhưng mà tôi hiểu nôm na là như vậy. Thì bạn thấy nó có sự bước phát triển cực kỳ thành kỳ và mạnh mẽ. Tất nhiên rồi đây VinFast nó phải nhiều cái hoàn thiện, nhiều cái thay đổi lắm, và nhiều cái đi vào chiều sâu và phải chịu sự cạnh tranh ghê gớm. Nhưng cái ngày hôm nay là ngày chỉ dấu cho người Việt Nam ta vươn tầm ra thế giới. Và nếu các bạn xem một cái tiết mục văn nghệ, cây tre, rồi cái người phụ nữ Việt Nam, rồi cái mộc mạc của người Việt Nam, rồi cái tiếp biến giữa quá khứ và hiện tại, các bạn thấy là cái ý nghĩa hàm xúc trong một cái chương trình nghệ thuật đi đến với thế giới. Và tôi có niềm tin rất là vững chắc, cứ tác động như thế này, mọi người cứ niềm tin, mọi người quyết tâm và hoàn thiện đúng cái chức trách của người công dân trong xã hội đóng góp, thì tôi tin rằng là không sớm thì muộn. Điều niềm tin của tôi, niềm tin rất là vững chắc là đất nước ta phải vươn lên, dân tộc ta vươn lên. Còn bọn ba que cứ ở đó đi, cứ nguyền rủa đi, cứ chúc giữ cho dân tộc đi, rồi ngày nào đó mơ về, xin về quê, xin một chỗ nằm, chỗ chôn đi, chứ còn không là không kịp đâu, không kịp đâu, hết thời cơ rồi. Đấy, thì mà tôi chia sẻ với các bạn trong một ngày hôm nay có hai cảm xúc nó đang xen. Thì tôi thấy bạn có like, tôi vào tôi đăng ký, và tôi cũng nói là cái tâm tình phải lắm. Thôi cảm ơn Bình Dương để cho mình